Vô Ken, vô Ken. Và các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi lóc người xuống cát nha. Đây rồi, đây có quá trời bạn luôn nè. Đây mấy chị nữa nè. Rồi Ken. Rồi lóc vô, lóc vô. Và lóc cát vô thôi. Wow. Rồi bây giờ lắp nhanh lên nè. Đây là bạn Kiệt nha, bạn Kiệt đang bị lắp dưới cát nha. Wow, sắp chôn hết chưa? Chín hết luôn hả? Còn ai đang chín nè. Wow, rồi, nước nó vô rồi. Để đi, để đi, để đi, để đi. Wow. Rồi Ken cô số cắt xúc. Ừ, số bạn xúc, đừng có xô vô mặt anh nha. Chúng cái vô mặt anh á. Rồi đây các bạn, đây là chị bé nha. Chị bé đang đeo khẩu trang nè. Đây là chị gì ta? Chị Vĩ. À chị Vĩ nha, chị Vĩ rất là dễ thương nè. Còn đây là bạn Kiệt nha. Bạn Kiệt đang bị chôn dưới đất rồi. Wow, còn lú hai cái giò ra. Wow, biển. Ơi. Biển nó vô hai cái giò rồi. Sao giờ? Bây giờ mình làm nàng tiên cá đi. Làm nàng tiên cá nha. Rồi bắt đầu giờ làm nàng tiên cá nè. Ngọc. Đây nàng tiên cá. Cái dưới kia làm thành cái đuôi ta. Rồi bạn kia con hút cát xuống đây, nặng cái đuôi nè, nặng cái đuôi nè. Ê, ê. À, bạn Ken ngồi dưới đất luôn. Qua biển nó vô rồi, nước biển nó vô rồi, xả láng luôn. Đây các bạn ơi, nàng tiên cá đây. Đây đi, mình làm cái đuôi ở đây đi, tại dưới đây là nước biển nó vô rồi. Rồi chị đi, đuôi ngắn quá. Cục kia được không? Cục kia được không? Bạn kia cục kia được không? Wow, các bạn ơi, đây người bị chôn dưới cát. Rồi bây giờ lắp hai cái bàn giò lên luôn. Đây còn lòi hai cái bàn giò đó nè các bạn ơi. Wow, nước nó vô dữ quá. Rồi bây giờ kêu bạn Kiệt đứng dậy thôi, coi đứng dậy nổi không nha. Rồi đứng dậy thôi. Rồi. Quá xe bò các bạn ơi. Rồi người đầy cát rồi, xuống biển tắm luôn. Qua rồi Ken có xuống biển tắm không? Tắm luôn Ken. Rồi đi, đi tắm luôn, chạy xuống biển tắm luôn. Qua bạn Ken sợ nước các bạn ơi. Rồi bạn Ken bằng chân của con hả? Rồi xuống tắm luôn, xuống tắm luôn. Đi qua hai chị nè, hai chị có tắm không? Không. Không tắm hả? Dép bay luôn rồi. Rồi, đây bạn Kiệt đây, bạn Kiệt đang tắm biển đây. Bơi đi bạn Kiệt ơi. Qua ngoài kia. Rồi, con xuống tắm với anh Kiệt đi Ken. Wow. Các bạn ơi, bạn kia sợ nước, bạn kia chạy mất tiêu rồi. Đây bạn này đang làm gì đây? À bạn này đang chơi lâu đài cát các bạn ơi. Wow. Rồi nước vô hư nhà rồi. Các bạn ơi, bạn Ken bây giờ là đang xuống biển nha.
qua cái máy bay. Qua máy bay kìa các bạn ơi. Wow. Rồi, rồi xong luôn. Xong phim. Rồi, máy bay đang cát rồi các bạn ơi. Khổ ghê không? Wow. Ba bạn Kiệt bị chìm rồi. Rồi con chạy xuống không? Đây bà dặn xuống nha. Dặn xuống. Con sợ rồi hả? Các bạn ơi, bạn chạy sợ nước quá trời luôn nè. Qua wow. Wow, chạy chạy lên. Qua wow, máy bay kìa, máy bay. Ui. Rồi xong luôn. Rồi dục luôn rồi. Các bạn ơi, máy bay bị rớt dưới biển rồi. Rồi kêu cứu hộ thôi. Kêu cứu hộ thôi. Ở ngoài đó là sóng vô không nổi rồi. À. Đây các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều thuyền cá nha. Đây thuyền cá nè. Và đây một cái thuyền cá đang bơi ngoài kia. Đây kia đang quan cát ra biển các bạn ơi. Đây là xe bò nè các bạn ơi. Đây xe bò chạy. Wow. Wow, sóng biển nó đập cao quá. Ken hôm nay chơi cát, bạn Ken thích thú luôn nè. Ken con chào các bạn đi. À chào các bạn, con đi đâu ạ? Nay con đi đâu? Nay con đi tắm biển hả? Rồi giờ đây mình xây lâu đài cát đi. Mở cao lên, cao lên. Mất tiền cái giá rồi. Coi luôn rồi hả? Rồi mình xây trên đây nè, mình xây lâu đài cát trên đây nè. Chứ để dưới là sóng biển nó đập á. Wow, cái sợ biển các bạn ơi. Rồi bây giờ mình xây lâu đài cát nha. Rồi mình đắp cát cao lên đi rồi thôi mình xây lâu đài cát. Wow, bạn Ken mê nước mà sợ, không dám ra bơi luôn. Wow. Ê, chạy luôn rồi. Rồi bây giờ đắp cái chân cho nó bự lên các bạn, cho nó bự lên đặng cho lâu đài nó cứng lên. Đây rồi bây giờ mình xây cái danh lâu đài đi. Xây cái viền lâu đài trước. Con sẽ lâu đài cát không? Không. Không, giờ con chơi mê nước quá hả? Qua wow, nước. Nước biển vô tới đây luôn rồi. Cái đất cát này nó đâu có trôi hơn cái đất nước. Qua wow, các bạn ơi, bạn Ken giờ mê nước ngồi dưới biển luôn rồi kìa. Qua wow. chạy vô sóng biển đánh chạy vô luôn. Quá wow, lâu đài này được 2 tầng rồi các bạn ơi. Đây thêm tầng nữa, đây là tầng nước rồi. Đi rồi thêm một tầng nữa.
để mình be cái này bự ra chút. Bự chút nữa mới được, nó mới làm được cái tầng trên này. Rồi bây giờ làm cửa sổ lâu đài nha. Đây, cái cửa sổ lâu đài đây. Đây, cửa sổ lâu đài. Chị làm cái nó dung dung hả con? Được rồi, được rồi.